Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Rãnh mây dông ở phía Bắc dịch chuyển xuống nước ta, đi qua khu vực phía Bắc của Biển Đông, nên tại đây, bao gồm vùng biển, huyện đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông, khiến tầm nhìn bị giảm thấp và nguy cơ tố lốc trong cơn dông. Tàu thuyền hoạt động cần chú ý để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Còn với khu vực giữa và nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, chịu tác động của gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần ở mức cấp 5. Riêng phần phía Tây có lúc mạnh cấp 6, sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét, biển động. Ngoài ra khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa còn xuất hiện thêm những cơn mưa rào và dông về chiều và tối, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp, kèm theo đó là nguy cơ cao về tình trạng tố lốc và gió giật mạnh. Tiếp theo, xin mời quý vị và bà con đến với những dự báo chi tiết cho các tuyến hải trình ra vào đảo. Tại khu vực Vịnh Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai vẫn duy trì hướng gió Nam, Đông Nam với cường độ trung bình. Tuy nhiên, mưa dông xuất hiện trên diện rộng khiến tầm nhìn xa bị giảm thấp và nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật cao. Việc di chuyển của tàu thuyền trên tuyến hải trình từ cảng Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ cần hết sức lưu ý trong thời gian này. Vùng biển từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi cũng như với tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn, ảnh hưởng của gió Tây Nam không mạnh ở mức cấp 4 đến cấp 5 nên sóng biển không cao dưới 2 mét, biển lặng, trời tạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, thời tiết cơ bản thuận lợi cho việc ra khơi bám biển đi lại của tàu thuyền. Cường độ gió Tây Nam trên khu vực biển phía Tây của Nam Bộ, vùng từ Cà Mau, Kiên Giang, Vịnh Thái Lan không mạnh như khu vực biển phía Đông, phổ biến ở mức dưới cấp 4 nhưng mưa rào và dông lại nhiều hơn, tầm nhìn xa giảm thấp, nguy cơ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh trên khu vực biển phía Tây của Nam Bộ, nhất là với tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc và ngược lại trong 3 hôm tới đều ở mức cao. Bản tin thời tiết biển ngày hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 24 giờ tới. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.